con ăn hả? Con ăn nữa hả? Để ăn cảm ơn đi con. Không chú cảm ơn gì hết. Chào mọi người, bây giờ mình đang ở cảng. Như các bạn đã thấy thì bây giờ mình có một cái tiệm cá. Đây là tiệm Lake Fish, là một tiệm cá rất là ngon. Mình đi vào trong tiệm cá thì ở đây nó sẽ có một cái hàng dài để các bạn tới order như trong dạng thức ăn nhanh ấy. Thì bây giờ khi mà order xong thì người ta sẽ phát hiện cho mình một cái này. Cái này là điện tử. Khi nào người ta nó kêu lên, tức là đồ của cái bàn mình đã xong và mình tới nhận đồ của mình. Hãy cùng ăn cá với gia đình này và bạn bè nha. Đang đi ăn trong tiệm cá. Đây thanh niên này cũng đang ngồi chờ để ăn. Trong này có một khu chơi đồ chơi của con nít. Các bạn vừa vào trong cửa là thấy một khu đồ chơi. Thì bây giờ các bạn đã thấy thanh niên này đang chơi trò chơi nè. Đây trong tiệm này cũng rất là nhiều người mà kêu chơi rất là đẹp. Các bạn đang thấy chưa? Đây là bây giờ nó kêu như vậy, tức là mình đã đi lấy được đồ ăn rồi. Nè, vào. Honey, come here, I'm to park trong đây. Dạ. Rồi, các chàng trai đang đi lấy đồ ăn đây. Anh đi này cũng không biết là đồ ăn chưa, chuẩn bị ra đây. Tập trung chơi đùa. Wow, đồ ăn đến rồi. Ở đây là cá Kimberley đặc sản của Hà Lan. Cá Kimberley, bố ơi, cá Kimberley nè. Con cá này nó có chút xíu. Cá này là cá gì vậy chú? Cá này cá dặn. Cá dặn. Tiếng Việt Nam là cá dặn. Đây là cá dặn. Đây đến lượt để xong ảo nè. Thiệt chứ ảo gì con? Này đồ thiệt không mà. Không có trên mạng đâu. Rồi bây giờ mà nhà mình đi ăn cá đây. Cá này của ai vậy? Của chú. Có phải tốt rồi, phải tốt rồi. Wow. Đây cá Kimberley nó được ăn với kèm với cái nước sốt này các bạn, là nước sốt tỏi rất là ngon đấy. Dạ, bạn mới đấy. Thanh niên là thấy đồ ăn bắt đầu hết ngon sao rồi. Luka. Rất là Luka. Nhưng mà wacht, is nog heet. Anders morgenavond 8 uur. Ja, morgenavond 8 uur is beter. Ja, lijkt mij ook. Ja, morgenavond 8 uur naar de bowling. Ja, kan. Đây, mời cả nhà, ăn cùng mẹ U nha. Nè. Đây cá dặn, bạn của mẹ U đang gọi cá dặn, mà mẹ U gọi cá Kimberley. Cá nó bự vậy nè. Bữa nay sao nó có phân nửa luôn nè. Gặp chú con cá nó không được mùa. Chắc vậy rồi quá. Thanh niên này thiệt đấy. Có ăn thử miếng cá này không con? Cá dẫn á. Thanh niên này ăn. Nè, con bẻ đi, Thanh niên này nó ăn xong rồi là dẹp được trêu qua một bên. Hồ Vi, khỏe lắm. Nè lấy này, cái đùi lấy rồi. Mời cả nhà. Cá Kimberley. Đẹp không? Cá dày, thơm, ngon, giòn. Ăn kèm với nước sốt bơ tỏi. Nè, thế tình dạ. Wow. Con không nói luôn, khoảng 1 triệu à. Mâm này á, có giá là 30 ơ, 30 ơ là tầm... Gần triệu, xỉu xỉu. 800 mấy à, 800 mấy ngàn Việt Nam. Đây là ăn trong tiệm, ăn kiểu như nhà hàng á. Nó... Cái số này rất là ngon các bạn ạ. Còn đây là cá dặn, cho con miếng cá dặn. Nè. Trời. Đây, mình xin cái đuôi cá dặn đây. Cá dặn này có xương. Nó có hẳn xương nữa mà tại tôi thích ăn xương. Cá nhà này cá chiên Việt Nam mình ăn không có thấy không ngon mà ăn với cơm nước mắm á chú. Đúng rồi. Cá này ăn chiên ăn kiểu Việt Nam mình rất là ngon như cá chiên ấy. Thì chú mà mỗi lần ăn cá chú mua ra tiệm chú mua về chú mua ấy nước mắm cho ăn không à. Ừ. Đâu cả. Ăn như cá chiên nhá. Dạ ha. Mấy cái số. Dạ. Đó. Cái này cái tôi phê. Tôi. Oh, how many is all? Lekker honey.
Maar kibbeling wel. Is dat lekker, kibbeling lekker? Ja, maar dat? Ja, ook lekker. Wat een die kaas, hè? Ja. Wel lekker. Ja. Maar aan de kan je wel filet, hè? Ja. Een goed filet bestellen, kan ook wel. Kan aan ien je kan chien Việt Nam mình luôn. Theo chén cơm với chén nước mắm tỏi ớt. Hai chỗ này nó chiên ngon. Dạ đúng không? Chỗ này nó chiên ngon. Chỗ này nó ngon chiên ngon nè. Chú đi đâu đi lần nào đi lên đây là cũng ghé đây. Die flink van hier, hij krijgt van mijn oude buurman vanmiddag zo'n koffiekoekje. Hij slik. Chú ăn cá của con này chú, con ăn không hết đâu. Wow, Luca ơi. Ủa mà sao nó ăn cá không được, nó ăn kiếp lên được. Nó chỉ ăn được cá này thôi chú, thao đi nó không ăn được. Chồng mình không ăn hải sản, chỉ ăn được mỗi loại cá kibbeling này thôi. Mà cái này cũng là cá bùi dao mà, cũng là cá mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà chỉ ăn được cá này thôi chú. Wow. Mà đi xe nó có vô cá bùi dao hả? Điều. Đi lekker, lekker, lekker. Đi mắt con kia với nhau, mình cá bùi dao, cá bùi dao. Mister. Đúng là tên tiệm cá ngon, cá đây ngon thật. Và thì ra tao nó bấm mắt là cái kia bằng mình xéo lắm đấy. Đây nít mà ông đó là bé khi sốt nữa. Ai đi mình chèo phần cắp bây giờ này về hết rồi mà. Dạ được rồi chú ăn hết. Dạ được. Trồng hai cái mấy đây. Dạ được rồi chú. Đây cả nhà ăn cá. Kimberlin đặt tại của Hà Lạt trong tiệm cá ngon. Ừ. 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 Sao đâu có biết đâu, không được đó, ăn kiểu này thì không ngon bằng cơm với mình. Cơm bánh này cũng hình ngon. Mày thấy ngon không? Còn nước thích không? Có nước ngoài xe nữa mà, không nghe chị uống nước giờ không? Có chị uống bên bàn, uống không được. Sao không được? Nước của ai? Của mình, mà anh của mình thì uống đi. Như vậy thì sẽ mắc hơn so với ở ngoài chợ trời, nhưng mà nó là chất lượng rất là ngon, sốt cũng rất là ngon. Cảm ơn các bạn.